độ di chuyển rất nhanh và diễn biến nguy hiểm. Phía đất vui lòng tập trung hướng mắt về phía trước để được hướng dẫn bay an toàn bởi tiếp viên Nguyễn Quang Duy. Xin cho ta một thân gieo ca. Biết đâu để nó bay, xin em lòng thành và xin gắn lấy trái tim này. Xin cho ta một thân gieo ca cuối cùng.